nghĩ xem Ngày nay chúng ta phải chăng là kẻ cực ác Không cần người khác nói Bản thân tự hỏi lòng xem Thế nào gọi là cực ác Ngủ nghề thập ác tức là cực ác Chúng ta tuy không sát hại cha mẹ Nhưng có quan tâm cha mẹ chu đáo chăng Có tận tâm chăng Có thể đặt cha mẹ ở vị trí hàng đầu chăng? Đối với thầy tổ có thái độ như thế nào? Có thái độ như thế nào với anh chị em? Có thái độ như thế nào với cấp trên, với bạn bè? Đối với quần chúng trong xã hội là thái độ như thế nào? nếu là bất nhân bất nghĩa vô lễ ngu si cuồng giọng tội này vô cùng nặng hợp ác nói một cách rõ ràng là sát sanh tà dâm trộm cắp giọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ tham lam sân nhuế ngu si đây là thập ác trong này chúng ta đã phạm mấy điều phá mổ điều là tội địa ngục nếu như phạm hết cả ngũ nghiệp thập á à? Đó là người cực ác à. Kẻ cực á à có cứu được chăng? Cứu được Chư Phật Bồ Tát từ bi không trách cứ ai Các ngài có thể tha thứ cho quý vị Vì sao vậy? Vì quý vị không biết Từ nhỏ không có ai vậy Ở trước, ở phần Kinh văn chúng ta đã học Người đi trước vô tri không biết đạo đức Không có người dạy Nghĩa là không dạy cho chúng ta Ngày nay chúng ta tạo tội cực ác Cũng không trách được Phật Bồ Tát Từ Bi cùng tổ Chỉ cần ta niệm Phật Tội nghiệp liền được tiêu diệt Phải dùng chân tâm Không được dùng vọng tâm Chân tâm niệm một câu Phật hiệu Tiêu tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Không chỉ nói một lần Chúng ta phải thâm tính không nghi hoặc Bộ kinh này, pháp môn này, câu danh hiệu này Đáng được tôn xưng là vua trong các thiền pháp Kinh này Là vua trong tất cả các kinh Phương pháp tín nguyện trì danh Là vua của các hành pháp Câu danh hiệu này là Vua trong các vua nên gọi trì danh hành trì vượt qua ngày phổ hiền tín nguyện trì danh nhất định đến được bờ kia quý vị nói công đức này lớn biết bao vấn đề của chúng ta ngày nay là niềm tin chưa đủ có tin chăng tin không viên mãn không đủ nguyện có bằng lòng giảng sanh cực lạc chăng bằng lòng nhưng không nở xa rời thế gian này mức độ tham luyện đối với thế gian này còn khá nặng nên nguyện không thiết trì danh ngày ngày niệm phật không tệ nhưng vọng tưởng tạp niệm luôn xen vào Phật hiệu này không được thanh tịnh Qua cách xa tiêu chuẩn Của Bồ Tát Đại Thị Chí Bồ Tát Đại Thế Chí yêu cầu chúng ta Đô nhiếp lục căng Đô nhiếp lục căng nghĩa là sao? Nói cách khác Quý vị biết cách buông bỏ dạng duyên Đồ nhiếp lục căn nghĩa là buông bỏ dạng duyên Mắt Buông bỏ tất cả sắc tướng Tai buông bỏ tất cả âm thanh Tức không phan duyên với những thứ này Thấy sắc không để trong lòng Nghe âm thanh cũng không để trong lòng Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều không để trong lòng Trong lòng không có Đây gọi là đô nhiếp lục căn Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra quả thật không có gì cả Về sự chúng ta không thiếu gì cả Nhưng trong tâm hoàn toàn không có về sự chúng ta không rời thế gian này sự tướng không thể buông bỏ nhưng không để sự tướng trong lòng quả là cao siêu hồ tiểu lâm có một bài báo cáo tâm đắc về việc tu học bài thứ hai có thể in nhiều thêm phát cho quý vị đồng học cùng xem ông ta đã đi vào cảnh dưới này Cảnh giới này gọi là trải qua các giai đoạn luyện tâm, cuộc sống hàng ngày vẫn như thường làm tất cả mọi việc là một cách quan hỷ, chăm chỉ nhưng không để trong lòng. Giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác ở mọi lúc mọi nơi. Công phu tu hành này nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Trước đây bước đầu là diễn ly Bây giờ không cần diễn ly Không còn nhiễm ô Vì sao vậy? Vì biết được tất cả đều là không Biết được là giả tướng Đều bất khả đắc Tôi biết quý vị biết Tôi cũng không cần dạy trần nó Vì sao vậy? Vì quý vị nghe không hiểu Nếu tôi nói ra Quý vị nói tôi nói tầm bậy Thần kinh không bình thường Phải đưa đến bệnh viện tâm thần không thể nói đây gọi là tu hành thật sự công phu rất đắc lực